Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2019, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc tổ chức khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng doanh nhân trên địa bàn huyện Ngọc Lặc năm 2019. Dự khai giảng có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch huyện. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Thanh Hóa năm 2019. Trong thời gian 2 ngày, từ 21 đến 22 tháng 8, các đối tượng là lãnh đạo quản lý, trưởng phó phòng, cán bộ nhân viên các doanh nghiệp trên địa bàn huyện sẽ được các giảng viên chuyên gia kinh tế đến từ Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tiến sĩ Phạm Tiến Bình, nguyên trưởng khoa kế toán Học viện Tài chính truyền đạt các nội dung trong chuyên đề quản lý và tiết kiệm chi phí trong sản xuất doanh nghiệp, những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị về nhân sự, kế toán. Các học viên cũng được tham gia tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thông qua khóa đào tạo nhằm góp phần nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân có kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, các học viên sau khi có kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính sẽ áp dụng nhằm phần nào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững của doanh nghiệp mình. Thông qua khóa học đào tạo, các học viên sẽ có thêm kỹ năng để vận dụng hiệu quả tại doanh nghiệp.